Kính thưa quý vị, hàng ngàn dân chúng tham dự cuộc diễn hành zombie tại Chile, San Diego, tại các đại lộ chính của thủ đô Santiago, tràn ngập hàng chục ngàn người ăn mặc và hóa trang ghê rợn, giống như là những xác chết đang đi trong điệu bước zombie hướng về trung tâm thành phố. Mỗi năm vào tháng 10 thì dân chúng Chile tổ chức Zombie Walk, rất được giới trẻ yêu thích tham dự. Nhiều khuôn mặt trông hãi hùng ghê rợn đang đi những bước chập chững trông giống như là xác chết vừa sống. Những bước đi kỳ quặc đầy ma quái còn được gọi là Zombie Walk. Cô Javier Ruman đang cùng với đoàn người tiến về trung tâm thành phố và nói rằng bản thân chưa bao giờ tham dự cuộc tuần hành với những bước chân ma quái zombie. Cuộc diễn hành rất vui nhộn và tạo sự ngạc nhiên tới dân chúng hai bên đường. Bước chân ma quái zombie trở nên thông dụng và hiện diện khắp mọi nơi trên thế giới. Giới trẻ thường tham gia rất đông đảo với khuôn mặt và thân hình được hóa trang đa dạng, ghê rợn, giống như là một xác chết vừa sống lại. Các chương trình ma quái trên đài truyền hình như World War Z hoặc Walking Dead trở thành một trong những chương trình hấp dẫn nhất khắp các mọi nơi trên thế giới vào tháng 10. Cơ quan tổ chức Zombie Walk thường niên tại thủ đô San Diego, quốc gia Chile ước tính khoảng 15.000 zombie sống bước trên đường phố thủ đô. Xuất phát từ California vào năm 2001, Zombie Walk đã nhanh chóng lan rộng khắp mọi nơi trên thế giới, từ thành phố New York đến Buenos Aires, qua Bogota, Singapore, Sao Paulo, Mexico và Frankfurt.